Chiều ngày 17 tháng 9, theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quốc tế San Francisco, bang California, Hoa Kỳ. Bắt đầu chuyến công tác dự tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023. Dự kiến trong khuôn khổ chương trình công tác dự tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng, dự và phát biểu tại các hội nghị thượng đỉnh, hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, ứng phó đại dịch. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ có các cuộc gặp song phương với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và lãnh đạo các nước tổ chức quốc tế khác. Trong chương trình hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc gặp Phó Tổng thống Hoa Kỳ, lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ, Cố vấn An ninh Quốc gia, một số thành viên nội các chính phủ Hoa Kỳ. Cùng với đó, Thủ tướng sẽ gặp gỡ cộng đồng người Việt, cán bộ Việt Nam đang làm việc tại các tổ chức của Liên Hợp Quốc, thăm một số trường đại học, doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ, sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq và tham dự các hội nghị xúc tiến thương mại đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ, chứng kiến lễ ký thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố New York. Sáng nay ngày 18 tháng 9, trong lễ chào cờ đầu tuần, toàn bộ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên của các công sở, trường học, đơn vị trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở số 37 ngách 29-70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng Ban Thường trực Thành ủy, trưởng các ban đảng cùng toàn thể cán bộ công chức, nhân viên các ban đảng và văn phòng Thành ủy đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trên. Sau lễ tưởng niệm, các đại biểu tham gia ủng hộ gia đình bị nạn trong vụ cháy. Sáng cùng ngày, tại trụ sở các cơ quan, bệnh viện, trường học của thành phố Hà Nội cũng đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ những nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn và tham gia ủng hộ các gia đình bị nạn. Mới bước vào đầu mùa triều cường năm 2023, song tại đồng bằng sông Cửu Long, nhiều khu đô thị lớn như Phú Quốc, Kiên Giang, Long Xuyên, An Giang, Ninh Kiều, Cần Thơ liên tục bị ngập nặng khi có mưa, triều cường. Tình trạng ngập ở đồng bằng sông Cửu Long ngày càng nghiêm trọng, từ các khu dân cư đến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt, giao thương, đi lại của người dân. Trung tuần tháng 9 năm 2023, tuy mới bước vào mùa triều cường, nhưng mực nước trên sông Hậu đã đạt 1,88m, gần mức báo động 2, làm ngập nhiều tuyến đường ven sông Hậu, sông Cần Thơ. Tại Kiên Giang, 2 năm trở lại đây, thành phố Rạch Giá liên tục bị ngập khi có mưa, triều cường. Không chỉ mưa lớn mà mưa nhỏ cũng ngập. Những trận mưa vừa qua cũng làm tuyến quốc lộ 1 đoạn tiếp giáp giữa thành phố Hồ Chí Minh và Long An bị ngập sâu. Theo số liệu hiện có, tốc độ lún trung bình hàng năm ở một số đô thị lên tới 1,5cm một năm. Trong vài năm trở lại đây, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã phát đi cảnh báo Việt Nam xếp hạng 23 trên 30 quốc gia chịu tác động mạnh từ biến đổi khí hậu. Trong đó, đồng bằng sông Cửu Long được cảnh báo là 1/3 vùng đồng bằng bị ngập lụt, mất đất lớn nhất thế giới. Dự báo, mực nước biển sẽ dâng lên từ 0,5 đến 1m vào cuối thế kỷ 21, với 0,47m một năm. Nếu không có giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, ước tính 10 đến 12% dân số Việt Nam, khoảng 39% diện tích, 35% dân số vùng đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng. Trưa ngày 18 tháng 9, ca sĩ Hoàng Thùy Linh chính thức gửi thư đến các đơn vị báo chí về những sự việc không hay đã xảy ra ở buổi họp báo Vietnamese Concert của mình. Trong tâm thư, nữ ca sĩ bày tỏ sự hối lỗi và xin được rút kinh nghiệm sâu sắc. Theo đó, Hoàng Thùy Linh gửi lời xin lỗi chân thành đến những người đã yêu thương, tin tưởng và ở bên cạnh cô vì những thông tin đã gây ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người trong hơn 10 ngày vừa qua, khiến mọi người buồn lòng. Hoàng Thùy Linh chia sẻ, Linh xin được rút kinh nghiệm sâu sắc, xin được học hỏi và khéo léo hơn trong giao tiếp, trò chuyện và chia sẻ. Linh còn rất nhiều điều phải học, phải trau dồi từng ngày để được đóng góp một phần nhỏ bé cho nghệ thuật và chưa bao giờ ngừng biết ơn khán giả đã yêu thương. Trước đó, trong họp báo Vietnamese Concert của Hoàng Thùy Linh,
khi một phóng viên đặt hai câu hỏi về sự chuẩn bị cho khả năng hát live và vai trò của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong live show. Hoàng Thùy Linh trả lời rất dài nhưng không hề liên quan đến câu hỏi. Phần trả lời của Hoàng Thùy Linh trước báo chí khiến nhiều khán giả cho rằng không phù hợp, khiến người nghe không thể không nghĩ đến hai chữ trịch thượng, thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp trong văn hóa ứng xử và giao tiếp của một người nghệ sĩ trong mắt công chúng. Ngày 18 tháng 9, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa hai ô tô xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Thuận An, huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông. Trước đó vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9, chiếc Mazda CX-5 do một người đàn ông chưa xác định danh tính điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk - Đắk Nông với tốc độ cao. Khi chạy đến địa điểm trên, do không làm chủ được tốc độ, tài xế xe Mazda CX-5 đã tông mạnh vào bên ghế phụ xe ô tô 4 chỗ của một trung tâm dạy lái xe trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang chạy theo chiều ngược lại. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe tập lái, giáo viên Y Win 34 tuổi, ngụ huyện Đắk Miêu, đang hướng dẫn cho một học viên lái xe. Cú tông mạnh khiến giáo viên Y Win tử vong. Nữ học viên và tài xế xe Mazda CX-5 bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tối ngày 17 tháng 9, Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ vụ vợ dùng hung khí đâm chết chồng xảy ra ở căn hộ chung cư trên địa bàn. Trước đó, trưa cùng ngày, Công an nhận tin báo về việc xảy ra vụ án mạng ở chung cư City Garden ở đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân là người đàn ông 35 tuổi, chủ căn hộ chung cư trên. Người này tử vong do bị đâm bằng vật nhọn nghi là dao. Người dân cho biết, người đàn ông tử vong và vợ là bà Hát, 33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, sinh sống trong căn hộ trên nhiều năm nay và thường phát sinh mâu thuẫn. Trưa cùng ngày, người dân nghe tiếng cự cãi từ căn hộ trên. Ít phút sau, nhận được tin báo, bảo vệ cùng lực lượng chức năng lên căn hộ đưa chồng bà Hát bị thương ở phần bụng đi cấp cứu. Bước đầu bà Hát khai do mâu thuẫn tình cảm với chồng nên cự cãi, sau đó đã dùng hung khí đâm chồng.